bữa nay mình làm miếng hành phi, mình để dành để ăn với mấy cái món như nước lèo chẳng hạn, như nuôi hủ tiếu rồi các bạn. Thế là mình để dành mình ướp cá kho cũng ngon. Hôm nay mình nấu món nuôi đơn giản. Bữa giờ con gái nó cứ bệnh quá, không có thời gian nấu ăn. Hôm nay cũng con gái mình cũng đỡ nên mình nấu miếng nuôi. Cái hành phi này mình phi nhiều nhiều xong mình bỏ hũ á. Bỏ hũ đậy chặt lên để dành ăn từ từ các bạn. Hành phi cũng xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ bắt nước mình luộc nuôi. Bắt nước mình chờ nước thôi để xoay được. Cái tiền này vẫn ra. Mình bỏ nuôi vô cái mình khuấy 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 cho nó đều tay khi nào nó nở nha các bạn. Khi nào nó ăn xào mỡ. Nước sôi mình bỏ xương vô. Giờ mình sẽ ninh cho nó mềm nha các mọi người. Bỏ miếng muối bột ngọt đường. Muối.
Mình bỏ củ cải vô cho nó ngọt nước luôn nha mọi người. Giờ mình chờ cho nó mềm chín xương. Nồi nước lèo của mình xong rồi, ê bữa nấu cái nồi nhỏ nhỏ nấu ăn sáng cũng được. Giờ cũng đến giờ trưa rồi các bạn, mình cũng ăn cơm trưa, ăn nuôi chưa. Có tôm tiêu nữa tí. Em ý, em ớ. Con có ăn thịt không Bảo Ngọc? Hay có ăn nuôi với củ cà rốt không? Trời.
bạn ăn chưa luôn ha. Cái này để một chút mình làm chén nước mắm mắm chanh á, ăn rất là ngon. Thôi giờ mình ăn trưa thôi. Chào và tạm biệt các bạn.